phòng, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương huyện Vạn Ninh, kính thưa quý vị đại biểu và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương, trong những ngày cuối năm 2023, thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn Vingroup, tôi xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để tham dự lễ khởi động chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh tại huyện Vạn Ninh ngày hôm nay ạ. Tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý, toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên, người dân toàn huyện lời chào và lời chúc sức khỏe, chúc lễ phát động thành công tốt đẹp. Bắt đầu. Xin chúc mừng dự án Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh đã bắt đầu được vận hành tại huyện